Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mưa giảm, rỗng lũ Lệ Thủy, thấp thỏm chờ nước rút. Sáng 29 tháng 10, tại Quảng Bình, mưa đã giảm, nước lũ bắt đầu rút chậm ở các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới. Suốt đêm 28 tháng 10, người dân hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Bình nín thở ngồi canh nước lũ. Một người dân tại đây cho biết, đến sáng ngày 29 tháng 10, mưa giảm dần, nước đã rút khoảng 15-20cm và đang tiếp tục rút chậm. Bà con nơi đây đang mong nước rút hẳn để tiếp tục dọn dẹp, quay lại cuộc sống bình thường. Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Quảng Bình, tính đến sáng nay, toàn tỉnh có hơn 32.700 nhà dân bị ngập lụt, 58 thôn, bản bị chia cắt, các tuyến đường giao thông bị ngập tại 76 điểm, sạt lở 13 điểm, 3 tàu cá bị chìm, sạt lở 1,5 km kè biển. Mưa lũ đã làm cho một người chết tại huyện Lệ Thủy, một người mất tích tại huyện Quảng Ninh, hơn 230 hectare hoa màu, 4.000 con gia cầm, gần 400 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Toàn tỉnh đã di dời 1.249 hộ dân với 3.681 nhân khẩu. Trong đó, huyện Lệ Thủy di dời 99 hộ với 373 nhân khẩu, huyện Bố Trạch di dời 13 hộ với 53 nhân khẩu, huyện Quảng Ninh di dời 1.105 hộ với 3.125 nhân khẩu, huyện Tuyên Hóa di dời 2 hộ với 9 nhân khẩu, thành phố Đồng Hới di dời 30 hộ với 121 nhân khẩu. Ngoài ra, các địa phương cũng sơ tán tại chỗ 9.123 hộ, Lệ Thủy 8.018 hộ, Quảng Ninh 1.105 hộ. Toàn tỉnh có 76 điểm bị ngập trên các tuyến đường giao thông, trong đó có 14 điểm bị ngập tại các quốc lộ 1, 9B, 15, 9C, 9E. Đường tỉnh có 62 điểm bị ngập. Để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, Khu Quản lý Đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam đã chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương, kịp thời phân luồng giao thông, không để người dân đi vào những đoạn đường bị ngập sâu. Tỉnh Quảng Bình đã lên phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân tại vùng bị ngập lụt, cắm biển cảnh báo, phân công lực lượng túc trực, canh gác tại các tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở, tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại. Mưa lũ đã tấn công tỉnh Quảng Bình sau cơn bão Trami, gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng. Tính đến sáng 29 tháng 10, báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho thấy đã có một người chết và một người mất tích, trong khi hơn 32.000 ngôi nhà dân bị ngập trong nước. Cơn bão đã gây ra thiệt hại không thể đo đếm và làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục ngàn hộ gia đình. Theo thông tin cập nhật, tính đến 5 giờ sáng 29 tháng 10, số lượng nhà bị ngập lên tới 32.767, với huyện Lệ Thủy trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở đây có tới 19.762 ngôi nhà bị ngập, trong đó hơn 8.000 nhà ngập sâu hơn 1 mét. Huyện Quảng Ninh cũng ghi nhận 12.005 ngôi nhà bị ngập, trong khi thành phố Đồng Hới có khoảng 1.000 hộ dân gặp khó khăn. Tình trạng ngập lụt đã buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp 9.123 hộ dân để đảm bảo an toàn. Họ đã sử dụng thuyền và cano để tiếp cận các vùng bị cô lập, nơi nước lũ đã bủa vây. Dù có dấu hiệu mưa giảm và nước đã bắt đầu rút ở một số nơi, nhưng nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt hoàn toàn, khiến người dân không thể nhận được nhu yếu phẩm thiết yếu. Công tác cứu trợ đang gặp khó khăn nghiêm trọng do các con đường vào những khu vực này không an toàn. Ngoài việc gây ngập lụt, nước lũ còn mang theo rác thải và cây cối trôi nổi, làm gia tăng nguy hiểm cho các hoạt động cứu hộ. Chính quyền địa phương đã đưa ra khuyến cáo về việc hạn chế hoạt động cứu trợ tự phát trên sông nhằm đảm bảo an toàn cho các lực lượng cứu hộ. Họ nhấn mạnh rằng việc di chuyển trên các tuyến đường cũng gặp nhiều khó khăn, với nhiều điểm ngập sâu từ 0,8 đến 1,6 mét. Hệ thống giao thông của tỉnh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng,
với các tuyến đường quốc lộ 9B và 9C đều có nhiều điểm ngập. Cụ thể, quốc lộ 9C ghi nhận đoạn ngập từ km 2+0000 đến km 8+200 và quốc lộ 15 cũng có các điểm bị ngập, buộc các đơn vị quản lý phải thiết lập rào chắn và lực lượng trực gác cảnh báo. Mưa lũ không chỉ gây ngập mà còn dẫn đến tình trạng sạt lở đất. Hơn 3.000 mét khối đất đã bị sụt lún tại 13 điểm, trong khi 1,5 km kè biển bị hư hỏng ở các huyện như Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và huyện Lệ Thủy. Các đơn vị chức năng đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, nhưng tình hình vẫn rất khó khăn. Trong bối cảnh thảm họa này, một người đã thiệt mạng trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hộ tại khu vực Hồ Thanh Sơn, xã Thái Thủy. Thêm vào đó, một người khác, ông Phạm Văn Cứ, sinh năm 1960, từ thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, vẫn đang mất tích sau vụ lật đò. Hình ảnh người dân vật lộn giữa dòng nước lũ và những nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc cứu hộ đang thể hiện rõ sự khắc nghiệt của thiên nhiên và nỗi lo lắng của cả cộng đồng. Khắc phục sự cố tại nhiều địa phương do mưa lũ sau bão số 6 gây ra. Mưa lũ nghiêm trọng đang hoành hành sau cơn bão số 6 để lại hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương. Tại Đà Nẵng, 3 vụ sự cố đã xảy ra với lưới điện 110 kW khiến cho 177 trạm biến áp vẫn chưa được khôi phục, dẫn đến tình trạng mất điện ở nhiều khu vực. Chính quyền thành phố đang gấp rút khắc phục các sự cố này. Tình hình không hề khả quan hơn tại tỉnh Quảng Bình. Sáng ngày 28 tháng 10, mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống với lượng mưa đo được tại nhiều địa phương như xã Thái Thủy và thị trấn Kiến Giang lên tới 540mm. Nước sông Kiến Giang đã vượt mức báo động 3 hơn 2,67m, trong khi sông Danh cũng ghi nhận nước vượt mức báo động 3 tới 0,42m. Nhiều tuyến đường ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đã bị nước lũ chia cắt, ảnh hưởng đến 369 hộ với tổng cộng 1.314 nhân khẩu. Các tuyến quốc lộ 9B, 9C và 15 cũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho giao thông. Lực lượng chức năng đã phải dựng rào chắn và trực gác tại các điểm ngập để đảm bảo an toàn cho người dân. Sạt lở đất cũng trở thành mối đe dọa lớn khi bờ biển thôn Thanh Xuân bị sạt lở đến 1,5 km. Tình hình sạt lở trên quốc lộ 9B cũng khiến đoạn đường này bị xói lở nghiêm trọng. Công tác ứng phó và khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương. Tỉnh Quảng Bình đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời ưu tiên di dời và sơ tán những hộ bị ảnh hưởng. Ở tỉnh Quảng Trị, mưa lớn đã khiến nhiều huyện như Vĩnh Linh và Triệu Phong bị ngập sâu. Nước dâng cao gây chia cắt các bản, làng ở miền núi. Tính đến sáng ngày 28 tháng 10, tỉnh đã sơ tán 937 hộ với 2.423 nhân khẩu. Hậu quả của mưa lũ đã làm 7 người thương vong, 295 nhà bị hư hỏng và hơn 15.000 nhà bị ngập nước. Trên các tuyến đường, tình trạng sạt lở và ngập tràn diễn ra ở nhiều vị trí với 37 điểm trên quốc lộ 9B và đường Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng. Dù vậy, một số tuyến đường tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã cơ bản rút nước và giao thông đã trở lại bình thường. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã có những chỉ đạo rõ ràng yêu cầu các tỉnh thành khẩn trương khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường và ổn định cuộc sống người dân. Công tác trực ban 24/24 được thiết lập để theo dõi tình hình, báo cáo thường xuyên về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cuộc chiến với thiên tai đang diễn ra căng thẳng và mọi nỗ lực đều được huy động để khắc phục thiệt hại và bảo vệ tính mạng người dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!